Em chào các bác nhé. Này. Nay em có con máy V3 này bản thanh lý các bác nhé. V3. Con này thì nó về đây tình trạng của nó là nó về nó mất cái đít đằng sau này. Mất cái đít đằng sau, hình như nó mất mất cái phần công suất. Còn mỗi cái mấy cái này thôi. Mất mất cái phần công suất rồi. Chả hiểu sao nó mất mất phần công suất. Đấy. Nhưng nói chung là nó về tình trạng của nó như này. Khi mà nó về là cái vỏ nó như này. Vỏ nó đóng có đúng như này. Đây, và cái mất cái đít đằng sau nó mất sừ luôn, nó đúng như này luôn. Đấy gì em bán thanh lý cái này về anh em thợ lấy đồ nhá, này, bán xác lấy đồ cho các bác. Thế con này bán là 200, bác làm mua đồ cho em nhé, 200.000 thôi. Này, coi như để em bán cái này để em bán gần như để em bán mỗi cái bộ nguồn này thôi. Riêng quả nguồn này mà bây giờ mà nó ví dụ nó cháy mà đi cuốn lại là hết sừ nó bao nhiêu rồi đúng không? Đấy 200-300.000 chắc chắn luôn, đấy nhá. Còn chưa kể các cái linh kiện khác như là các cái con IC hay là các cái volume đấy, hay là cái MD đấy nhá, là còn các cân tụ nguồn cũng nghiếc này nữa đấy. Nói chung các cái này đi mua rộng cả đống tiền mà chưa chắc đã được cái như ý mình là đúng cái thông số và lại đúng hàng xịn của bãi đúng không đấy nhá. Đấy đây con V3 này đấy, tất cả như hình thì giá 200 nhé, bác nào mua alo cho em. Xin chào các bác. Vâng.